Được chuyển thể từ truyền thuyết nhân gian kinh dị nhất Việt Nam, chó đội nón mê, một loại ma quỷ, nhưng trong thân xác của chó. Bình thường thì là chó, mà hễ chủ nhà đi vắng, nó có thể biến thành hình người để đi gây hại. Chưa hết, loài yêu quyển này còn có thể xúi dục lũ yêu ma quỷ quái khác đến quấy phá gia chủ, mang đến những điều xui xẻo hoặc gây ra bệnh hoạn cho các thành viên trong nhà. Câu chuyện bắt đầu. Ông Mạnh là ông chủ của một lò mổ, nhưng hôm ấy, trên đường đi giao thịt chó, thì không may qua đời một cách kỳ lạ dưới một con mương. Sau nhiều năm xa quê, hay tin bố mất, Nam có dắt theo bạn gái, tên là Xuân, về quê để dự tang lễ của bố. Thế nhưng mọi người trong tang lễ lại vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh ông Mạnh không chịu nhắm mắt, mặc dù người nhà đã chờ Nam về để vuốt mắt cho ông. Không những thế, mắt, mũi, miệng của ông ta cũng bắt đầu chảy máu, khiến những người xung quanh không khỏi cho đó là một điềm báo. Người chết không nhắm mắt, ắt có điều gì đó rất oan ức. Quả nhiên, bạn gái của Nam vừa bước vào nhà đã gặp phải một sự việc. Em sao vậy? Chỉ là trong phút chốc, bóng người đó đã biến mất không thấy đâu. Tuy Xuân có hơi hoang mang, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù gì thì trừ việc về đây để làm tang lễ cho bố của Nam ra, thì hai người vẫn còn một chuyện nữa cần phải giải quyết. Vì Xuân đã lỡ mang thai, sẵn dịp về đây, họ cũng muốn thưa chuyện cưới xin với gia đình. Nhưng rõ ràng là Xuân không hợp với gia đình này. Bà chủ tương lai của một lò mổ thịt chó lớn nhất vùng, thế mà lại không ăn được thịt chó. Điều này khiến cô Thúy có chút không vừa lòng. May là Nam đã kịp thời có mặt, giúp bạn gái thoát được tình huống khó xử. Trong lúc trả lễ cho khách viếng thì cũng là lúc Nam biết được nguyên nhân cái chết của bố mình. Hàng xóm bàn tán xôn xao, không chỉ vì cái chết của ông Mạnh rất kỳ lạ mà họ còn nghi ngờ là còn có nguyên nhân khác. Vì không ai tin được, một người trưởng thành thế mà lại chết trong con mương, nước còn chưa đến đầu gối. Càng kỳ lạ hơn là, chị Lai đến viếng bố của Nam dường như đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, hốt hoảng sợ hãi quay đầu rời đi. Nam nhìn thấy nhưng cũng không hiểu gì. Nhưng vào đêm hôm đó, Nam nằm cạnh quan tài của bố thì gặp phải một sự việc đáng sợ. Ông Mạnh đã qua đời nằm trong quan tài, thế mà lại xuất hiện trước mặt Nam. Chưa hết, tất cả người thân của anh lúc này. Nó muốn giết cả nhà mình. Cơn ác mộng khiến Nam tỉnh dậy ngay, nhưng anh không hiểu lời bố nói có nghĩa là gì. Rốt cuộc ai muốn làm hại cả nhà họ? Nhưng sau khi ông Mạnh đã được an táng xong xuôi thì tai ương mới bắt đầu lũ lượt kéo đến. Gia đình trông có vẻ hòa thuận này đã sớm có một cơn sóng ngầm. Chú với dì lúc này không những đã lên tiếp quản lò mổ mà họ còn muốn tiếp quản luôn cả gia đình này, còn cấm cản chuyện đám cưới của Nam và Xuân một cách dữ dội. Ông chú rất hung hăng, lấy lý do là ông Mạnh đã qua đời nên mọi việc trong nhà này là do ông ta quyết định. Không chỉ từ chối yêu cầu cưới xin của Nam mà còn kêu Xuân bỏ đứa bé trong bụng đi. Chắc gì cái thai này đã là máu mủ nhà mình. Chú nói gì chú? Chú nói gì mà nghe được hả chú? Và thế là buổi cơm gia đình cũng kết thúc sau những tiếng cãi vã. Gia đình này ai cũng có tâm tư riêng, nhưng không biết tai họa sắp ập xuống. Xong, đêm đó, Xuân mang tâm sự nặng nề thì lại nhìn thấy cái cảnh mà chắc cả đời này cô cũng không quên được. Một con quỷ đầu chó mình người ngồi trên bàn, dưới đất thì là một con chó đầu người. Chưa hết, trong góc còn có một con quỷ đói. Xuân vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố không phát ra âm thanh. Thế nhưng trong phút chốc, cả ba con đều quay đầu về phía Xuân. Cũng may là Nam và mẹ kịp chạy đến, Xuân vẫn sợ hãi không bình tĩnh được. Nhưng lúc này, xung quanh trống không, không có con ma nào cả. Bà Nga cho rằng vì Xuân đi đường xa mệt mỏi quá nên bị hoa mắt mà thôi. Nào ngờ khuya hôm đó, bà cũng đã gặp phải chuyện như thế. Ngay cả bà Nga, một người ăn chay niệm Phật cũng không thoát được. May là Nam nghe tiếng liền chạy đến, kéo mẹ đang hoảng loạn dưới gầm giường lên. Nhìn xuống bàn chân của bà, những biến cố xảy ra liên tục khiến cả nhà đều mang một tâm trạng nặng nề. Vì ngay cả nồi cơm mới nấu hôm qua, sáng ra thì bên trong đã đầy giò nhặng. Đây cũng là một điềm báo không được lành. Thấy vậy, ba người họ vội vàng dắt nhau đi tìm thầy Pháp. Tháng canh thân, ngày canh thân, ông ấy đã chết nhầm ngày, hắc đạo thiên lao. Dũng dĩ
là một ngày rất xấu. Vậy mà ai đó trong gia đình lại cẩu thả an táng vào đúng giờ ngọ ngày Nhâm Tuất là chí âm, nên đã tạo ra điểm xấu, thậm chí đã có dấu hiệu của ngạ quỷ. Cái chết của ông Mạnh đã dấy lên đủ thứ nghi vấn, mà lúc an táng họ lại chọn sai thời gian, khiến cho bây giờ linh hồn ông ta không thể đầu thai được. Nhưng có lẽ nguyên nhân quan trọng nhất là ông ta vẫn còn oan ức gì đó nên không chịu rời đi. Lời nói của pháp sư như từng mũi dao đâm thẳng vào tim ba người họ. Trước kia cô Thúy quen thói chơi đề nên ngày nào cũng ăn cắp tiền của ông Mạnh. Chú Quyết cũng không ra gì, vợ mất chưa được bao lâu thì chuẩn bị rớt gái bán diêm về làm vợ. Quên đi thằng em, anh mày còn sống ngày nào không đến lượt mày Quyết đâu Quyết à. Khiến cho ông Mạnh vốn không coi ai ra gì lại càng tức giận hơn. Nhưng với cái tính coi mình là vua trong cái nhà này của ông Mạnh đã khiến cho anh em trong nhà không hài lòng. Bây giờ ông Mạnh đã chết, họ như thoát khỏi cảnh xiềng xích vậy, chỉ muốn mau mau tiễn linh hồn của ông ta đi. Nhưng nếu làm như thế thì linh hồn của ông Mạnh sẽ không thể về nhà để hưởng hương khói, mà sẽ biến thành cô hồn lang thang. Không ngoài dự đoán, khi nghe pháp sư nói xong, ba người họ đều đồng ý mà không hề do dự. Tình thân lạnh lùng như thế đúng là khiến người ta lạnh lòng. Sau khi pháp sư thi triển phép xong thì oan hồn của ông Mạnh cứ thế bị đuổi thẳng ra khỏi nhà. Cho đến ngày hôm sau, tất cả mọi thứ như chưa hề xảy ra, lò mổ thịt lại mở cửa kinh doanh. Nhìn thấy những người khách đến ăn ngon lành, Xuân cảm thấy có hơi kinh tởm. Cô còn nói với Nam rằng cô cứ luôn cảm thấy có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra, nhưng không rõ đó là chuyện gì. Mà không lâu sau, cảm giác này của Xuân đã trở thành hiện thực. Ngoại trừ Xuân, Nam và mẹ của Nam ra thì những người còn lại không hề kiêng kỵ gì cả. Tưởng rằng đuổi oan hồn của ông Mạnh đi thì mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại, ngay cả chó mẹ đang cho con bú cũng không tha. Tiền kiếm được từ cái lò mổ đã khiến họ mở mắt. Cô Thúy tham lam không hề biết rằng nguy hiểm đã âm thầm đến gần. Cũng vào lúc đó, Nam cũng đã phát hiện ra được một sự thật, rằng những chuyện kỳ lạ mà nhà họ vẫn gặp phải rất có thể là do con chó trắng mũi đỏ trong nhà gây ra. Vì theo lời các cụ truyền lại thì trong nhà không nên nuôi loại chó trắng mũi đỏ. Nó là yêu ma đội lốt chó, có thể gọi đồng bọn yêu ma đến nhà quấy phá, bắt hồn của gia chủ. Tệ hơn nữa, cả nhà gia chủ còn dính phải họa diệt thân, chết không kịp chôn. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô Thúy, Xuân và Nam cũng hớt hãi chạy sang xem. Dựa theo hướng tay mà cô Thúy chỉ, đúng là Nam đã trông thấy một bóng người vừa đi khuất. Anh liền đuổi theo ngay, nhưng thứ đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, trong phút chốc đã biến mất không thấy đâu. Giây tiếp theo, Nam đã bị cảnh tượng trước mắt làm đứng người. Trước mặt anh xuất hiện rất nhiều oan hồn đang tập trung lại với nhau. Những oan hồn tụ lại trên một cái cây, xa xa là bóng dáng của một con chó chống gậy đội nón, đi bằng hai chân. Bỗng dưng, một tiếng sét vang lên, đám oan hồn và con chó đội nón mê cũng biến mất không thấy đâu. Nam lúc này như ý thức được, cả nhà mình chắc chắn sẽ gặp tai họa nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vì cái nghề lò mổ rất nhanh cạn phước, hơn nữa phải gánh chịu rất nhiều tội nghiệt. Nếu lúc này không chịu ngừng tay thì chắc chắn sẽ gặp quả báo. Thế nhưng, chú Quyết lại kiên quyết đứng ra phản đối. So với gặp quả báo, ông ta sợ mất đi cơ hội kiếm tiền từ cái lò mổ hơn. Ngay cả cô Thúy cũng bị tiền làm mờ mắt. Vừa nãy mới gặp phải chuyện đáng sợ, mà bây giờ lại hùa theo chú Quyết, quay sang trách Nam. Tất cả bọn họ đều biết sai, nhưng vẫn ráng làm. Dù gì thì họ cũng là lò mổ lớn nhất vùng. Tiền đếm không xuể, họ không nỡ bỏ cái nghề mổ thịt chó này. Nhưng con người luôn phải trả giá cho lòng tham của mình. Không lâu sau, trong một đêm nọ, khi cô Thúy đang dọn tiệm, thì đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong lò nướng. Cô ta lấy can đảm đi kiểm tra. Đã bị con yêu quyển ấy cảnh cáo một lần rồi, nhưng cô ta vẫn không chịu tỉnh táo. Nhưng lần này, cô ta không còn cơ hội hối hận nữa. Sự ra đi thê thảm của cô Thúy đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp trong làng. Nghe đồn là bà chết lúc đang làm chó luôn đó. Mọi người suy đoán đủ kiểu, không dám lấy thịt từ chỗ họ nữa, sợ sẽ bị vạ lây. Ông Mạnh mới qua đời, mà bây giờ em gái của ông ta cũng ra đi. Dường như hai cái chết này có liên quan đến nhau. Mà chú gì cũng không hề thấy cái chết của cô Thúy có gì là to tát. Với bọn họ mà nói, cô Thúy qua đời chỉ là sự cố, vừa đúng ý của bọn họ, có thể một mình ôm trọn lò mổ. Nhưng không may là, sự đắc ý của bọn họ không kéo dài được bao lâu. Chú Quyết đã kịp thời xuất hiện, còn ác ma lúc nãy đã biến thành một cái xác chó. Nhưng thím Liễu vẫn không tin rằng mình bị hoa mắt, cả đêm không dám đi ngủ. Quả nhiên, nhìn thấy vết thương trên chân chú Quyết còn đang ngủ ngáy, chứng minh rằng cô không hề nhìn nhầm. Ừ.
Cái gì đấy? Lại có thằng nào à? Tiếng hét thảm của vợ khiến chú Quyết thức giấc. Cho đến lúc này ông mới phát hiện chân của mình đã bị gặm đến chảy cả máu. Mặt khác, Nam cũng không ngủ được thì trông thấy con chó trắng mũi đỏ đang đứng ở góc phòng nhìn chằm chằm vào anh. Nam sợ hãi, lập tức xuống giường kiểm tra. Nhưng thứ đang đợi anh vốn tưởng rằng mình chỉ gặp ảo giác thôi, nhưng trên cánh tay lại bất ngờ xuất hiện một dấu răng. Nam đang lo lắng đủ đường thì đột nhiên nhớ ra hôm tang lễ của bố, chị lại cư xử rất lạ, như thể trông thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Nghĩ là làm, Nam liền tìm đến nhà chị Lai, thì biết được trước kia gia đình nhà chị Lai mới là lò mổ thịt chó lớn nhất làng, nhưng tất cả đã kết thúc chỉ trong một đêm. Theo lời kể của chị Lai, năm đó bố của chị như bị trúng tà vậy, bỗng nhiên nổi điên rồi dùng dao truy sát hết tất cả mọi người trong gia đình. Chị Lai tưởng mình khó mà qua được kiếp nạn này, nhưng cũng may là em trai đã xuất hiện kịp thời cứu lấy chị Lai. Nhưng bản thân em trai trong lúc giằng co với bố thì không may bị sét đánh. Người bố thì bị sét đánh chết tại chỗ, còn em trai thì trở nên điên điên khủng khủng. Từ đó về sau, chị Lai đã đóng cửa lò mổ, vận rủi của gia đình chị cũng không còn xảy ra nữa. Nghe xong lời của chị Lai, Nam hỏi thêm nguyên nhân gì khiến vận xui xảy ra với nhà chị. Chị Lai nói là nghiệp báo tới, sát sanh tanh tưởi quá thì cạn phước mau lắm, không tránh khỏi được đâu cậu. Sau sự việc đêm đó, hai vợ chồng chú Quyết và thím Liễu không dám chậm trễ nữa, lập tức đi tìm pháp sư để tìm cách giải quyết. Sau khi xem quẻ xong, pháp sư nói nhà bị dính trùng tan rồi, bây giờ phải làm lễ cắt trùng, nếu không thì những người ruột thịt trong gia đình sẽ lần lượt chết theo. Bây giờ cách duy nhất là tổ chức một nghi lễ phong ấn hoàn toàn vong hồn của ông Mạnh. Vì không muốn Nam biết chuyện này cũng như sớm tống cổ Nam ra khỏi nhà, hai người chú thím ác độc này đã bỏ thuốc để phá đứa con trong bụng của cháu dâu, rồi lợi dụng lúc gia đình hỗn loạn lén lút đổ móng mõng vào trong bát hương của ông Mạnh, cuối cùng là mở quan tài của ông ra để làm phép, lấy hai mắt của ông Mạnh ra, dùng hai đồng tiền âm dương thế vào để ông Mạnh không thể tìm được đường về nhà, còn cắt cả lưỡi để ông ta không thể để lộ bát tự của người nhà cho quỷ chúng biết. Cuối cùng dùng một đinh dài để cố định ông Mạnh trong quan tài, để vong hồn của ông vĩnh viễn bị nhốt dưới đáy mộ. Nhưng chuyện lại không được như ý, việc làm phép không hề suôn sẻ. Thím Liễu đang lén lén lút lút thì nhanh chóng bị Nam phát hiện ra. Dù bằng chứng đã ở sờ sờ ngay trước mắt, nhưng cô ta vẫn cố gắng lơn lẹo cho đến khi bà Nga xuất hiện. Tại sao vậy? Cô đã làm nhiều điều tệ hại trong ngôi nhà này và tôi đã im lặng. Bây giờ cô hại cháu tôi nữa hả? Tại mấy người ép tôi. Từ lúc tôi bước chân vô căn nhà này nè, tôi có được coi là con người không? Lúc này cô ta cũng không muốn giấu giếm gì nữa, nói ra toàn bộ sự thật. Tất cả sóng gió trong gia đình này phải kể từ nhiều năm về trước. Năm đó chú Quyết đưa cô Liễu về nhà, ông Mạnh đã tỏ thái độ không hài lòng. Vốn rất coi thường thân phận rẻ tiền của cô Liễu, mà chú Quyết khi đó lại phải dựa dẫm vào anh trai mình nên không dám nói gì nặng lời. Không ngờ rằng chuỗi bi kịch cũng bắt đầu từ đây. Không lâu sau, chú Quyết phát hiện cô Liễu và anh trai mình gian díu với nhau. Chỉ là lúc này chú Quyết vẫn không có tiếng nói, phải chịu sự kiểm soát của anh trai mình. Biết điều á chị im lặng, còn nếu không á hả, cút mẹ chúng mày đi. Và thế là cô Liễu mang thai của ông Mạnh. Bà Nga cũng đã biết được tất cả mọi chuyện nên đã lén cho cô Liễu uống thuốc phá thai nhằm không cho đứa con trong bụng cô Liễu chào đời. Cuối cùng có một ngày ông Mạnh cũng đã gặp báo ứng, kẻ coi mình là vua trong cái nhà này thế mà lại cắm đầu xuống mương mà chết. Vừa hay đêm đó chú Quyết và cô Liễu cũng đi ngang qua, chứng kiến anh trai mình đang vùng vẫy kêu cứu, chú Quyết không những không giúp mà còn ngăn cô Liễu lại. Vì nhiều đêm nằm mong anh trai mình mau chết sớm, sao ông ta có thể bỏ qua cơ hội trời ban này chứ. Cuối cùng tất cả đã được như ý nguyện, anh trai qua đời, chú Quyết một mình ôm trọn lò mổ, trở thành người có tiếng nói nhất trong nhà. Chỉ là quả báo lại đến quá nhanh, mọi sắp xếp của ông ta đã bị Nam biết hết. Hai người lao vào đánh nhau khiến trận pháp của pháp sư cũng buộc phải dừng lại. Trong lúc hỗn loạn, chú Quyết đã cho Nam một đòn bất tỉnh, bản thân ông cũng cố gắng lê cái chân bị thương chạy về nhà. Mà lúc này, ở nhà lại có một bất ngờ khác đang đợi ông. Trên nóc nhà xuất hiện một cái bóng màu trắng, đầu đội nón, tay chống gậy. Thứ này mà xuất hiện thì chắc chắn là nhà tan cửa nát. Ai đó? Ông chú như thể bị ma nhập,
miệng đầy răng nanh, lao vào phòng bắt lấy cô Liễu, lôi cô ra nồi nước sôi trong lò mổ. Nhưng chuyện đáng sợ vẫn chưa kết thúc. Nam tỉnh dậy sau cơn hôn mê, vội vàng chạy về nhà, vừa mới vào cửa thì phát hiện cảnh tượng thê thảm của thím Liễu. Mỗi người bọn họ đều bị chết theo những cách khác nhau, nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhận ra, những cách đó giống hệt cái cách họ đã ra tay với những chú chó. Bọn họ đã sát sinh quá nhiều, vốn không thể thoát được nghiệp chướng. Lúc này, bà Nga cũng đang gặp nguy hiểm. Ông chú Quyết đang chuẩn bị ra tay với bà Nga. Cũng may, cuối cùng Nam cũng đã đến kịp, quật ngã ông chú như đã biến thành một con quái vật. Nhưng bọn họ còn chưa kịp bỏ trốn, thì ông chú lại đứng lên lần nữa, dường như không cách nào trừ khử được ông ta. Nhưng lúc này, Nam bỗng nhớ đến câu chuyện của chị Lai, rằng sau khi ông bố bị sét đánh chết, vận rủi của gia đình chị cũng không còn xảy ra nữa. Nam để mẹ và Xuân chạy trước, còn mình sẽ dụ ông chú Quyết ra ngoài. Trong đêm mưa lớn, Nam lại nhớ đến cái cây đầy oan hồn, vì nơi đó rất nhiều âm khí, đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho Nam. Anh dẫn ông chú đến dưới gốc cây, ông chú cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, lập tức nhen anh, hám mồm xông về phía Nam. Kết quả, ông chú đã lao người vào một cành cây nhọn, nhưng không ngờ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ kết liễu ông ta. Nam rất sợ hãi, nhưng cũng chỉ đành liều mạng lao lên ngăn ông ta lại. Lúc này, cuối cùng, tất cả mọi chuyện đã kết thúc, bi kịch cũng từ đây mà chấm dứt. Chú Quyết đi đời dưới gốc cây, may mắn là Nam vẫn sống sót. Anh đã đóng cửa lò mổ đầy tội nghiệt này, đưa vợ và mẹ rời khỏi nơi đây. Nhưng câu chuyện về con chó trắng mũi đỏ này có lẽ vẫn chưa hề kết thúc.